đúng không Quang Quỳnh? Quang Quỳnh đã thua bại trận trước Xuyên Kích và Quang Quỳnh nói ui giời anh Xuyên Kích bắn hay quá, không thể nào mà cản lại anh Xuyên Kích được. Giống như cái thằng này, giống như cái thằng này như Quang Quỳnh vậy, phải gục ngã trước Xuyên Kích. Hello anh em nha, thì hôm nay mình sẽ solo với lại Lý Chí Thiên Tài và Sơn Chích anh em ạ. Thì anh em có biết hai đồ này không anh em? Thì Lý Chí Thiên Tài và Sơn Chích thì game thủ chuyên nghiệp anh em ạ, cũng khá nổi tiếng anh em ơi, game thủ vươn tầm thế giới luôn anh em ạ, vươn tầm dập chết mưa luôn. Đâu 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 lũ đấy, chạy hơi bị nhanh luôn anh em ạ. Ôi lại chạy kìa, headshot này tỏ lái mà thế chứ. Thì nhưng bạn nào mà muốn ít FIFA ấy, thì hãy inbox cho mình nha anh em ơi, inbox Zalo hoặc là Facebook của mình anh em ạ. Thì pha này mình đang cho Sơn Dít bơm máu anh em ơi, headshot này. Ui ôi, pha này mình sẽ ít bình luận lại anh em ạ để mình tập trung bắn phát. Hai viên này, ba viên này, bốn viên này. Ui ôi không chết anh em ạ, bạn này chạy khá là nhanh luôn anh em ạ, suốt ngày chạy thôi, headshot. Bây giờ bên YouTube ấy, thì mình sẽ đăng sau anh em ạ. Thì hôm trước mình có đăng một clip ở bên top top ấy, thì mình thấy nhiều bạn comment là bảo Lý Chí Thiên Tài bắn gà này kia ấy. Nói chung thì kênh của hai bạn đấy là kênh tố hài mà anh em, nên là anh em đừng có tất hai bạn đấy nha. First time. Bạn hỏi trên live này ai thấy, ai thấy cái pha đó đáng lẽ chị cũng ra bò rồi đó, tại bạn nói chuyện mình mất tập trung mình chết. Hai hôm trước mình có đăng clip này lên ở trên top top anh em ạ, thì mình thấy nhiều bạn comment chửi ấy, bảo là hai thằng mõm này kia, nhưng mà thực ra là Lý Chí Thiên Tài và Sơn Chích ấy. Thì hai bạn đấy này, hai bạn này chỉ tố hai để mà kiếm tiền thôi anh em ạ, cũng vì cuộc sống mưu sinh thôi, nên là anh em đừng có chửi hai bạn đấy nha anh em ơi. Nói chung cũng khá tội ấy, mình thấy cũng khá tội, cũng thương anh em ạ, nhưng mà mình không biết giúp bằng cách nào ấy, bởi vì bây giờ mình cũng không còn ai xem nữa, nên là mình cũng không biết giúp hai bạn đấy bằng cách nào. Thì nói chung mình chỉ solo vui vẻ thôi anh em ơi. Headshot này tẩu lái mà thế đấy chứ. Đưa cái đồ vào đây này, đồ rồi, đồ rồi, đưa cái đồ đây. Headshot, ui trời ơi, solo mà để chết bo. Cảm ơn Quỳnh Tạng nha. Không kêu. Trời ơi, không lại xin bươi, mình lại mình xin cho Quỳnh cho. Anh em Quỳnh ơi, có xem lại cho em xin kêu anh ơi. Cho em xin kêu nha Quỳnh ơi. Cho Quỳnh boss. Nhưng mình anh nhưng mình bắt ra cho em xin keo này. Chưa có keo. Lưu bị đã nói là những người không đề phòng ta là người chết cha rồi đấy. Trời ơi. Không ai biết đâu, bạn đừng ok, bạn đừng mua keo. Đừng mua keo, mua sọc ăn. Lại thục vô đầu cho nó nhanh. Nhanh. Quỳnh cho em mua xin keo anh ơi. Em xin keo quá phát anh ơi. Anh xin keo, anh Quỳnh đây rồi, keo ở đây keo. Chưa làm keo, kìa. What? Chưa lụm keo bắn hết nữa các bạn. Anh bây giờ tôi đề nghị anh trả hai bình máu để phục hồi. Anh mới trả máu anh đi. Đây, nhưng mà đây chưa lụm keo nghe, tôi không cần keo anh, bây giờ anh trả tôi hai bình máu thôi. Tôi đề nghị đồng chí trả tôi hai bình máu, đồng chí bắn tôi. Tôi không bắn đồng chí một keo. Đồng chí trả tôi hai bình máu đây để tôi hồi phục. Đưa đàng hoàng, tôi đứng ở đây, tôi đợi bạn lại đưa hai bình máu cho tôi. Nhanh. Tôi không có chạy đâu chân các bạn, tôi đợi bạn lại đưa hai máu kìa, các bạn buông ra đâu nè, cầm hai máu lại đây, sát gần đây đưa, tôi không bắn mẹ luôn. Hai máu đâu, bỏ tay các bạn, bỏ đây, đó, rõ ràng, an gian chưa, dân. Lại giống thật cũ anh em ạ, giả vờ xin ông kẹt để bắn lén mình ấy anh em. Thì nói chung pha đấy mình biết rồi anh em ạ, nhưng mà mình vẫn cho em ấy bắn lén nha anh em ơi. Hello anh em nhá, thì trận đấu này mình vừa solo với lại Sơn Chích và Lý Chí Thiên Tài anh em ạ. Thì mình thấy, mình có đăng một clip ở bên top top ấy, thì mình thấy nhiều bạn tô xích Lý Chí Thiên Tài và Sơn Chích anh em ạ. Thì trong trận đấu này mình với Lý Chí Thiên Tài và Sơn Chích chỉ là solo chalu vui vẻ thôi, nên là anh em đừng có
kiểu tổ chức hai em ấy nha anh em, bởi vì cũng vì cuộc sống mưu sinh rồi anh em, người ta phải tố hài để mà kiếm tiền thôi anh em ạ. Thực ra là lý trí tiền tài của Sơn Dít đấy là game thủ chuyên nghiệp anh em ạ, game thủ của bên Rạp Chiếu Trung ương ấy anh em ơi. Hello anh em, và đây là nút 3 của mình anh em ạ. Thì đây là nick game của mình nha anh em ơi. Đây là nick mới của mình anh em ạ. Bạn nào muốn kết bạn với mình ấy thì hãy kết bạn nha. ID của mình là 39693236355. Đấy, ID của mình cũng dễ nhớ thôi anh em ạ. Mới level 48 thôi anh em ơi. Thì để cho anh em xem này. Có nhiều bạn hỏi là tại sao mà nick của mình nhiều kim cương, thì thực ra là mình đặt lỗi nguyện vọng cho mình kim cương anh em ạ. Thì đây là bên Gaina cho mình cái gì ạ? Cái thẻ bốc cực anh em ạ. Còn đây thì Gana cho mình thẻ thợ phòng anh em ơi. Thì đây thì Gana cho mình 10k kim cương. Trước thì mình, trước là nick của mình 40k kim cương cơ, nhưng mà mình xài hết rồi anh em ạ. Với lại mọi người xin thẻ đổi tên nhiều quá nên là mình cho người ta thẻ đổi tên hết rồi anh em ạ. Mình cho hơn 30k kim cương rồi. Thì trong nick của mình cũng bình thường thôi anh em ạ. Nó không có cái gì ngon đấy. Để mình cho anh em xem full súng. Thì bạn nào muốn giao lưu với mình thì nhớ comment ID nhá. Mình nick của mình có mỗi một cây level 6 này, một level 4 này, level 7 này và mấy cây bình thường thôi anh em ạ. Nói chung nick của mình cũng nghèo thôi. Nhưng mà đủ xài rồi anh em ạ. Để mình cho anh em show gì nhỉ? Show tụ đồ đi. Đấy, nick của mình không có gì ngon luôn. Toàn đồ bình thường, toàn đồ Gana cho. Nhưng mà nói chung được Gana cho thì cũng vui rồi, hạnh phúc rồi. Quá là hạnh phúc rồi, quá là may mắn rồi. Nói chung thì nick của mình thì mình hay mặc cái bộ đồ đồ đá bóng màu đỏ này thôi anh em ạ. Còn ngoài ra mấy bộ khác mình lười lắm, mình chỉ mặc đúng một bộ này thôi. Kiểu cái bộ này làm nên thương hiệu của mình ấy anh em. Và đây là quân đoàn của mình. Bạn nào muốn vào quân đoàn của mình ấy thì hãy xin vào nhá. ID là 10154181189. Còn ID nick game của mình là 39693236355. Bạn nào muốn kết bạn thì cứ kết bạn với mình nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em. Ok anh em ơi, thì mình có bán nick Free Fire nha anh em ơi. Bạn nào mà muốn mua nick Free Fire uy tín và giá rẻ chất lượng ấy thì cứ inbox cho mình nhá. Mình tự tin ấy, mình là người bán nick rẻ nhất trong các idol TikTok rồi anh em ạ. Thì nói chung bạn nào mua thì cứ inbox cho mình thôi. Nick 1K7, 1K level 7 thì tầm 1M anh em ạ. Mình thấy mấy idol khác bán nick 1K level 7 tầm 1M5, 1M6. Nhưng mà bên mình chỉ 1M thôi anh em ơi. Nói chung thì bên mình hầu như là rẻ gần gấp đôi rồi. Gần rẻ gần gấp đôi rồi anh em ạ. Thì thẻ bốc cực mùa 1 thì mình thấy mấy idol khác bán một nick thẻ bốc cực mùa 1 là tầm 2,5 triệu. Nhưng mà nick thẻ bốc cực mùa 1 bên mình ấy tầm 1 triệu thôi anh em nhá. Thì bạn nào mà đam mê đồ cổ ấy, hay là đam mê skin nhưng mà lười không có tiền để nạp ấy, thì anh em hãy nên mua nick cho nó rẻ anh em ạ. Bởi vì mua nick nó rẻ hơn cả mình nạp ấy. Giống như một cây level 7 anh em nạp vào 2,5 triệu thì mới được một cây level 7 đúng không? Còn khi mà anh em mua nick bên mình ấy thì chỉ tầm 1M thôi là có level 7 rồi anh em ạ. Ok anh em nhá.